Bây giờ chúng ta đến cái tư duy số 3. Người Á Đông của chúng ta nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng, chúng ta ảnh hưởng từ ngày xưa các bạn. Chúng ta luôn có một cái tư duy là chúng ta luôn nghe lời người lớn tuyệt đối 100%, và hầu như là không có phản đối. Y như là trong tư duy mật đặc định là người lớn luôn luôn đúng. Và cái này nó cũng tạo ra rất là nhiều cái đau khổ các bạn. Mình kể một cái câu chuyện này để các bạn dễ hình dung. Cách đây hơn một tuần, mình không thấy anh cái bác bảo vệ của tòa nhà của mình, và vắng đi đâu mấy bữa. Hôm sau cái mình mới gặp lại, mình kêu, hôm nay không thấy bác đến đây. Bác nói là bác nghỉ vài bữa để bác đi chọn ngành và chọn trường cho con thi đại học. Mình mới hỏi bác, vậy bác chọn cái ngành gì? Bác kêu là định chọn cho nó thi cái ngành công nghệ thông tin. Mình mới nói là, ủa bác có hiểu gì về ngành công nghệ thông tin chưa? Bác có biết gì về nó không? Bác nói, thực sự thì tôi cũng không có rõ gì về nó đâu. Nhưng mà tại sao bác lại chọn cho con? Thì nghe mọi người nói, em nói là cái ngành đó hiện tại rất là hot, rất là dễ xin việc. Các bạn thấy phát hiện ra điều gì à? Và cái điều gì xảy ra? Cái người bố là lớn nhất trong gia đình mà, phải về bác mày phải thi ngành công nghệ thông tin cho tao. Các bạn, cái đứa con có dám cãi đâu. Mà các bạn biết không, mình kể cho bạn nghe cái câu chuyện của chính mình nè. Lúc xưa cái thời mà năm 95, cái thời đó mình học 12 xong á, và cái trường mình có mấy cái mấy cái computer mà thời đó nó cổ sĩ lạc hậu đó, mà mình thực hành và mình chơi các cái game đó mình rất là thích hồi đó, nhất là phần mềm MS-DOS, Pascal rồi đó. Và mình cũng rất là thích, và mình là người nộp đơn thi vào ngành công nghệ thông tin này. Nhưng mà khi mà mình đậu vào rồi á, khi mình ngồi trên giảng đường mình học á, những cái tháng đầu tiên mình học á, mình mới phát hiện ra một cái điều vô cùng thú vị. Cái việc mà chơi một cái game, một cái phần mềm đó, nó dễ hơn rất gấp ngàn lần cái việc mà đi viết ra một cái phần mềm đó. Các bạn chúng ta điều này chưa? Cái thời kia mình thích mây mò mấy cái đó, rồi mình nghĩ rằng là mình tới cái đó vô, rốt cuộc đi học công nghệ thông tin là cái việc chúng ta tạo ra cái đó, nó khó gấp ngàn lần. Và khi ngồi học á, cái chặng đường mình lúc đầu là các bạn 250 bạn, mà học 3 tháng sau các bạn biết còn gì đâu không? Đâu còn khoảng 150 bạn, 100 thằng kia nó biến mất. Học một thời gian sau nữa, các bạn học hết đại cương á, thì các bạn phải không, còn đâu chưa tới 100 bạn. Còn các bạn thấy không, nó bay đi hết gần 200 thằng. Các bạn thấy kinh khủng không ạ? Bởi vì nó chọn như vậy đó. Bản thân mình thì giai đoạn đại cương mình hoàn thành cũng rất là tốt. Và cái thời đó là đại học đại cương với đại học chuyên ngành nó khác nhau, và điểm mình rất là cao mà mình được chuyển thẳng vào chuyên ngành. Và khi chuyển thẳng vào chuyên ngành đó, thì lúc đó mình làm một cái cuộc đào thoát rất là ngoạn mục, là mình không chuyển thẳng vào ngành công nghệ thông tin, mình chuyển thẳng vào cái ngành quản trị kinh doanh, cái ngành kinh tế, tại hồi đó nó liên thông nhau. Bởi vì mình biết rằng là mình ngồi mà để mình tạo ra cái game đó, các bạn hình dung ra điều này, là mình biết là mình không thể tạo được, nó rất là khó, nó khó cả ngàn lần. Các bạn biết chuyện gì nó xảy ra không? Bản thân mình còn làm được một cuộc đào thoát. Rất nhiều người bạn mình trong lớp mình thời đó được bố mẹ áp đặt cho học cái đó, và lúc đó tụi nó cũng muốn đào thoát. Nó phát hiện ra là một cái sự thật phũ phàng, là nó không như cái người bạn đó nó tưởng. Tuy nhiên ba mẹ nói là bắt học cái đó là phải học. Các bạn nhận ra điều nào mà? Và có những đứa nó khó quá, các bạn nó bỏ cuộc, và các bạn nó bỏ học luôn. Và nó cũng bảo về nhà và nó đang học, bố mẹ trong này đâu có biết đâu. Và có những người bạn của mình á, các bạn biết không, họ vẫn theo họ học nữa. Và chừng cuối cùng xảy ra một cái gì mình gọi là cái sự lạc lối, lạc đường đi trong giảng đường đại học, chui vào giảng đường rồi mà còn lạc đường. Các bạn có hình dung ra cái ý mình không? Tức là cái ngành mình đi, không đi thì không được, đi không đi thì phật lòng bố mẹ, mà mình đi thì mình không học nổi. Rồi từ ngày ra trường, cái ngày ra trường mình thì người chuyển đi sớm, còn cái lớp đó các bạn biết không, chừng cuối cùng ra trường các bạn biết bao nhiêu, được 19 thằng ra trường. Và 19 thằng đó nó ra trường thì cho tới bây giờ phía bắt lại tụi nó hình như đâu còn có một vài thằng làm đúng cái ngành công nghệ thông tin, rồi nó đi làm cái việc khác hết. Các bạn thấy không ạ? Một sự lạc lối nó rất là lớn. Bản thân mình may mắn là mình chuyển được. Và bây giờ mình rất là yêu thích cái nghề mình chuyển được. Cái vấn đề ở đây nó là gì? Người lớn của chúng ta, bố mẹ chúng ta rất là thương con, hiểu.
Tức là cái hành động bố mẹ thương 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 con. Tuy nhiên cái thế hệ, cái suy nghĩ của bố mẹ với thế hệ của ta nó là khác nhau. Các bạn phải dám đưa ra chính kiến của mình và phải dám bảo vệ trên chính kiến của mình. Cái thời đó thì mình không có dám đưa ra chính kiến của bố mẹ, nhưng mà mình chuyển ngành, mình không cho bố mẹ biết thôi. Tại hồi đó mình cũng sợ bố mẹ la, bố mẹ phiền lòng. Và cái đó là cái mà thế hệ trẻ chúng ta hôm nay, các bạn đã lên đến là sinh viên rồi, phần lớn chúng ta đã ra trường rồi, và chính các bạn đi trên hành trình cuộc đời của mình. Bố mẹ chúng ta đã làm rất tốt một cái công việc là nuôi chúng ta lớn khôn, cho chúng ta ăn học. Tuy nhiên bố mẹ rất là thương con, và bố mẹ muốn lo cho con hết. Các bạn chúng ta điều này chưa? Bố mẹ muốn lo cho con hết. Tuy nhiên có những cái mà định hướng nghề nghiệp, tại vì cuộc đời là của chúng ta, nhiều lúc bố mẹ, các bạn phải thông cảm và thương cho bố mẹ, là bố mẹ muốn cho chúng ta tốt, nhưng mà bố mẹ rằng là không biết cái ngành nghề đó nó có phù hợp với bạn hay không. Chính bạn phải nói ra, các bạn phải lý lẽ ra, các bạn phải thuyết trình để cho bố mẹ mẹ biết. Và trong khởi nghiệp nó cũng vậy, bố mẹ cứ nói là mày khởi nghiệp không có được đâu, bố mẹ cũng cứ nói là cái phải ra đi học đi làm công đi. Và thế là rất là nhiều người ra trường đi học luôn, muốn ra khởi nghiệp mà về nói ý kiến của mẹ nó này, mày đi làm cái công ty đó luôn, không được ra khởi nghiệp, ra khởi nghiệp rất là nguy hiểm. Thế là cứ ngồi làm ở công ty cả ngày thì không có thích, mà ra khởi nghiệp thì không có dám. Và ở xã hội của chúng ta là nó đang bị một cái hệ tầng tư duy đó nó ép, và nó làm cho mọi người ngồi y một chỗ mà không dám bứt phá ra khỏi cái hộp đó. Hôm nay cái tư duy này mình muốn trao đổi với các bạn để các bạn nhận ra một điều rằng là chúng ta chỉ có 960 tháng để chúng ta sống trong cuộc đời này thôi các bạn ạ. Các bạn về, các bạn đếm đi. Và bây giờ nếu mà bạn đã 25 tuổi rồi, 30 tuổi rồi, thì bạn bay hết 300 tháng, 400 tháng rồi. Các bạn đâu còn khoảng có 500 tháng nữa các bạn sống thôi. Thì các bạn hãy mạnh dạn, nếu muốn ra khởi nghiệp là hãy mạnh dạn thực hiện cái sứ mệnh cuộc đời của mình đi.